Hôm nay chúng tôi test máy ép cắm viên dây đai Takeo TK150 E-Lock cho hai khách hàng ở dưới Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh để xem và lấy hàng. Hiện tại thì chúng tôi đang trộn nguyên liệu là hạt bắp, hạt lúa và cám để ép ra thành viên. Bà con có thể thấy là viên cám dùng nguyên liệu là hạt bắp và lúa. Và cám ép ra thì viên cám nó rất là chắc. Ngoài nguyên liệu này ra thì chúng ta có thể trộn thêm rau, bèo, lục bình, cá, cua vào để giàu chất dinh dưỡng hơn. Bà con sao trộn cho độ ẩm dao động từ khoảng 20-25% thì viên cám ra rất đều và đẹp và trơn tru máy. Hai khách hàng của chúng tôi là trang trại gà. Các anh xem thực tế máy ép ra rất hài lòng. Rất chân thành cảm ơn các anh đã ủng hộ sản phẩm của Thế Giới Máy.